Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục giới thiệu một nội dung về thiết bị router MeroTech đang được các bạn khá là quan tâm thời gian gần đây. Đó chính là định tuyến theo chính sách hay còn gọi là Policy Route. Thì đây là một cái phương pháp giúp quản lý lưu lượng truy cập một cách linh hoạt và hiệu quả nhằm tăng hiệu suất và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Vậy thì cũng được gọi là định tuyến thì nó sẽ khác biệt với định tuyến thông thường như thế nào và cấu hình ra sao? Hãy cùng CNTT Shop tìm hiểu trong video này nhé. Để giải thích về cái policy route này thì mình sẽ vẽ một hình như trên đây nhé. Thông thường thì chúng ta đều biết là khi một gói tin đi qua router để ra Internet thì router sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra địa chỉ IP đích của gói tin để xác định xem là forward ra nick hop nào. Nếu mà so khớp IP đích này có trong bản định tuyến thì nó sẽ chuyển tiếp gói tin theo route phù hợp nhất. Tuy nhiên, thực tế trước khi mà tra cứu bản định tuyến thì router sẽ kiểm tra một vài thông tin như là access list, policy hoặc là QoS để định tuyến ưu tiên, chuyển tiếp hay là drop gói tin. Do đó thì ngoài việc để cho router định tuyến theo các giao thức thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết lập cho một máy tính hoặc là một giải mạng có thể tự do đi ra Internet theo một đường WAN mà các bạn mong muốn. Đó chính là cơ chế của Policy Route. Cơ chế này thì cho phép bạn định tuyến dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như là địa chỉ nguồn, số address, tức là định tuyến lưu lượng dựa trên nguồn gốc của gói tin, địa chỉ đích, destination address, tức là định tuyến lưu lượng dựa trên đích, hoặc là định tuyến lưu lượng dựa trên giao thức sử dụng, ví dụ như là TCP hoặc là UDP, hay là dựa trên các cổng nguồn hoặc cổng dịch vụ nữa, ví dụ là cho phép lưu lượng HTTP đi qua một đường hoặc là và còn lại là lưu lượng HTTPS đi qua một đường còn lại chẳng hạn, vân vân. Ngoài ra thì còn có một số các tiêu chí khác như là loại dịch vụ, type of service hay là độ dài gói tin, vân vân. Policy route được coi là một ngoại lệ đối với định tuyến thông thường, do đó thì nó được sử dụng trong rất là nhiều trường hợp thực tế, chẳng hạn như là cân bằng tải. Giả sử công ty bạn có hai đường truyền Internet thì bạn có thể linh hoạt cho một số VLAN hoặc là một số nhóm người dùng truy cập Internet bằng đường WAN 1 và nhóm còn lại sẽ truy cập bằng đường WAN 2. Thứ hai là định tuyến ứng dụng quan trọng qua một đường truyền riêng biệt. Bạn có thể ưu tiên một đường truyền có băng thông cao, độ trễ thấp cho các ứng dụng quan trọng, đặc biệt là các ứng dụng giao dịch ngân hàng, thanh toán trực tuyến hoặc là VoIP để đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn được tốt nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể phân tách lưu lượng nhằm mục đích kiểm tra hoặc là phân tích. Ví dụ như là bạn cần kiểm tra hay đánh giá chi tiết về một cái đường truyền Internet, nhưng mà máy tính của các bạn đang được định tuyến ra một đường truyền khác. Do vậy thì bạn sẽ cần tạo chính sách để dữ liệu từ máy tính của bạn đi ra Internet bằng đường WAN mong muốn mà không ảnh hưởng đến lưu lượng chung. Ok, lý thuyết là như vậy. Vậy thì cấu hình thực tế trên router MeroTech sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé. Mô hình mình sẽ sử dụng bao gồm một router MeroTech kết nối với hai đường Internet. Bên dưới là một switch cho 3 VLAN để kết nối với các máy tính. Đây cũng là mô hình phổ biến mà chúng ta hay triển khai với nhiều đường mạng khác nhau. IP1 thì mình sẽ đặt giả sử là lượt như ở đây, với đường truyền của VMT và FPT nhé. Hai đường Internet này mình sẽ đều đặt root distance bằng 1 để load balancing theo cơ chế ECMP. Trước hết, mình sẽ trace root trên mỗi PC để xem là máy nào đang lấy dữ liệu ra Internet bằng đường WAN nào nhé. Như vậy là máy PC1 và PC3 đang ra Internet bằng đường FPT, còn PC2 thì là VNPT. Ok, bây giờ mình sẽ cấu hình policy route để máy PC3 đi ra Internet bằng đường VNPT nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Winbox bản mới nhất, giao diện sẽ hơi khác bản cũ một chút nhưng vị trí các menu thì vẫn giống như thế thôi. Trước hết các bạn cần tạo một bảng định tuyến riêng biệt để chỉ định đường đi ra đường WAN mong muốn. Mặc định trên router MeroTech thì sẽ có một bảng định tuyến hay còn gọi là RIP, tên là main. Các route sẽ được thêm vào, sẽ nằm trên bảng định tuyến này và toàn bộ traffic sẽ được router xử lý theo bảng main. Do vậy, chúng ta sẽ cần tạo một bảng RIP riêng cho traffic đi ra VNPT. Các bạn vào menu Routing, tìm đến Table, sau đó click vào New để tạo bảng RIP mới nhé. Các bạn chỉ cần đặt tên cho bảng RIP và tích vào ô FIP để active bản định tuyến này nhé. Sau đó click OK để lưu lại. Sau khi tạo bảng VIP rồi thì chúng ta cần binding nó vào các route intra cụ thể
để có thể hoạt động được. Các bạn vào cho mình menu IP root. Ở đây chúng ta sẽ thấy hai default root ra hai đường VPT và FPT đã được tự thêm vào khi mà chúng ta quay PPUE. Hai default root này sẽ nằm trong bảng định tuyến main. Do đó chúng ta sẽ cần tạo một default root mới cho đường VPT sử dụng bảng VIP vừa tạo. Để đơn giản nhất thì các bạn hãy click đúp vào dòng default root của VPT, sau đó chọn copy và cài đặt thông số mới. Trong mục Check Gateway này thì các bạn nên chọn Option Ping để trong trường hợp mà đường VPT gặp sự cố thì router sẽ chuyển toàn bộ traffic sang đường FPT để giảm tối đa độ trễ nhé. Và đương nhiên rồi, trong mục Routing Table chúng ta cũng chọn bảng VIP là To VPT mà chúng ta vừa khởi tạo. Cuối cùng chúng ta chỉ cần đánh dấu những lưu lượng suộc để chỉ định lưu lượng đó sử dụng bảng VIP To VPT nữa thôi. Để làm được điều này thì các bạn click vào menu IP Firewall, chọn cho mình thẻ Mango và click New để tạo một Mango đánh dấu lưu lượng. Tại đây các bạn có thể chỉ định một IP hoặc là một giá IP cần áp dụng policy trong mục suộc address, hoặc là chỉ định một list IP cụ thể trong mục suộc address list bên thẻ Advanced nhé. Ở đây máy PC3 của mình đang thuộc giải mạng là VLAN 30, vì thế nên mình sẽ áp dụng cho cả subnet 192.168.30 luôn. Nếu mà các bạn chỉ cần áp dụng cho một máy tính thì chỉ cần nhập mỗi IP của máy đó ở đây thôi nhé. Cái hay của policy root đó chính là cho phép bạn áp dụng với từng lưu lượng dịch vụ riêng. Giả sử các bạn chỉ cần cho lưu lượng web port 80 hoặc là 443 đi ra một đường WAN cụ thể thì có thể chọn mục protocol TCP và nhập số port tương ứng ở đây nhé. Ở đây thì mình sẽ áp dụng cho toàn bộ traffic của VLAN 30 nên là mình sẽ để any luôn, tức là sẽ không cài đặt thêm. Tiếp theo các bạn chuyển qua thẻ action và chọn mask routing với lại chọn bảng VIP mà các bạn muốn áp dụng policy nhé. Ok, sau khi đã cấu hình xong các bước trên thì bây giờ mình sẽ chơi root lại trên PC3 ra internet để xem là máy đang đi ra bằng đường WAN nào nhé. Đó, và như vậy là PC3 của mình đã đi ra internet bằng đường VPT chứ không phải là FPT như lúc trước nữa. Mình cũng đã thử chơi đến các IP khác thì cũng đều ra kết quả tương tự như nhau. Và cấu hình policy root trên Mitotic chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn cũng hoàn toàn có thể làm tương tự đối với các trường hợp nhiều đường WAN khác nhau nhé. Tóm lại thì việc cấu hình policy root trên router Mitotic sẽ mang lại sự linh hoạt và kiểm soát cao trong việc định tuyến lưu lượng mạng, giúp các bạn có thể dễ dàng tối ưu hiệu suất, đảm bảo tính ổn định cho hệ thống mạng. Hy vọng rằng với hướng dẫn này thì sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai thành công policy root trên router Mitotic của mình. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì thì hãy để lại những comment bên dưới để được CindySoft giải đáp nhé. Chúc các bạn thành công!